Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 4 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những tin chính sau đây. Tiếp nhận và trao quà do Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình. Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng giống ong mật tại Thái Bình. Gói bánh chưng xanh, chung vui Tết cổ truyền, một sân chơi lành mạnh, ý nghĩa trang bị cho các em học sinh những kiến thức lịch sử về ngày Tết. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, chiều nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tiếp nhận và trao quà do Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thái Bình. Tới dự có Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. 9 đơn vị và một cá nhân đã hỗ trợ trên 7.300 suất quà tương đương 3.860.000.000 đồng cho các hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thái Bình. Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các nhà hảo tâm gồm Công ty Cổ phần Kim Long Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty 3C Hà Nội, Tổng Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, Tổng Công ty Khí Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng đã trao 150 suất quà cho đại diện các hộ gia đình nghèo ở huyện Đông Hưng, các đối tượng tại các cơ sở bảo trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin, người khuyết tật và trẻ em làng trẻ SOS. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và các nhà hảo tâm. Đồng chí yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành địa phương đơn vị thực hiện tốt sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh với phương châm không để ai bị bỏ lại ở phía sau. Tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là các hộ chính sách đều phải được quan tâm trong dịp Tết cổ truyền. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục có các hoạt động quan tâm chăm lo giúp đỡ người nghèo tỉnh Thái Bình được đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui vẻ, đầm ấm. Sáng nay, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình tổng kết hoạt động hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tới dự. Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình có 11 đầu mối trực thuộc như đoàn 674, đoàn 867, bộ đội lái xe Trường Sơn, dân công hỏa tuyến. Tổng số hội viên đến nay là hơn 16.300 người. Năm qua, hoạt động của Hội Trường Sơn tỉnh luôn hướng về cơ sở, thể hiện qua phương châm Trường Sơn anh hùng, nghĩa tình đồng đội. Đặc biệt, hội luôn quan tâm chăm lo giúp đỡ cho các hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị tổ chức hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới các hội viên về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quan tâm chăm lo cho các hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng quà của tỉnh cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình. Đội kiểm dịch động vật lưu động thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại một số đơn vị cơ sở chế biến thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Đội kiểm dịch đã đến kiểm tra tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Thái Bình và cơ sở lợn sữa đông lạnh Hùng Phương. Tại đây, đoàn đã yêu cầu cơ sở xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu chế biến, giấy kiểm dịch, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép đăng ký kinh doanh, đồng thời kiểm tra quá trình giết mổ, sơ chế thịt lợn, điều kiện bảo quản, tiệt trùng, hệ thống xử lý chất thải của cơ sở. Kết quả, cả Công ty Cổ phần Thực phẩm Thái Bình và cơ sở lợn sữa đông lạnh Hùng Phương đều chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu đầu vào rõ ràng, có quy trình sản xuất khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng chất phụ gia độc hại. Đội kiểm dịch cũng tuyên truyền phổ biến đến hai cơ sở các quy định của pháp luật về điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm trong vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật. Đồng thời yêu cầu hai cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm khi sản xuất trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thưa quý vị và các bạn, nuôi ong lấy mật đang là một ngành chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Yếu tố quyết định để nuôi ong cho hiệu quả chính là nguồn giống. Để phục tráng lại giống ong chất lượng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông nghiệp Thái Việt đã thực hiện đề tài ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng giống ong mật tại Thái Bình.
bước đầu cung cấp nguồn giống ong mật chất lượng cao. Thái Bình có lợi thế rất lớn để nghề nuôi ong mật phát triển với nguồn hoa nuôi ong đa dạng. Kết hợp với nuôi ong di chuyển, hàng năm có thể phát triển được hàng vạn đàn ong, khai thác hàng nghìn tấn mật ong hàng hóa. Tuy nhiên, những năm gần đây, nghề nuôi ong trong tỉnh chưa thực sự được chú trọng phát triển. Hầu hết người dân nuôi ong tự phát nên năng suất mật và hiệu quả kinh tế chưa cao. Cái dấu hiệu chuẩn đáng với thực tế mà nói thì với lý do là chúng ta chưa tìm được cái giống ong chất lượng tốt. Một là cung cấp cái lượng mật có chất lượng cao, hai là cái nguồn cái năng suất. Đấy, chính vì thế cho nên là thời gian vừa qua thì cái nuôi ong mới đầu phát triển, sau đấy thì bị trầm lắng xuống. Hiện tại ở Thái Bình có hai loại ong giống chính là ong nội và ong Ý. Giống ong Ý Ligustica có ưu điểm hơn so với giống ong nội địa, nhưng do công tác chọn lọc, nhân giống chưa được chú trọng nên chất lượng ong giống bị suy giảm, năng suất mật chỉ đạt từ 25 đến 30 kg một đàn. Để phục hồi và nâng cao chất lượng giống ong Ý trên cơ sở lai tạo với giống ong Ý nhập từ New Zealand và Đức, Sở Khoa học và Công nghệ giao cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông nghiệp Thái Việt nghiên cứu đề tài ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng giống ong mật tại Thái Bình. Sau hơn một năm thực hiện đề tài, bước đầu có hiệu quả, tạo ra bước đột phá cho sự phát triển nghề nuôi ong mật của tỉnh Thái Bình. Thì với điều kiện Thái Bình thì chúng ta sẽ chú ý thu thập giống và dùng các biện pháp chọn lọc và nhân giống. Thì có điều kiện sản xuất được những giống ong chúa tốt như vừa rồi đã xem. Và từ ong chúa tốt thì sẽ đi lên phát triển đàn tốt và nâng cao cái năng suất và chất lượng sản phẩm. Trên cơ sở cái đề tài này thì chúng tôi mong muốn là sẽ tạo ra được một cái mô hình vừa cung cấp một cái lượng ong giống chất lượng tốt, cái thứ hai cũng là cái mô hình để cho xây dựng là cung cấp cho một cái kỹ thuật nuôi ong chuẩn để phát triển nghề nuôi ong ở Thái Bình. Nghề nuôi ong quan trọng nhất là phải nắm được tường tận quy trình để chăm sóc và phát triển đàn ong. Với dự án Thái Bình đang triển khai là bước khởi đầu của mối liên kết bốn nhà trong ngành ong, đưa nghề nuôi ong ở Thái Bình phát triển bền vững và trở thành một ngành sản xuất hàng hóa. Giữ vững ổn định chất lượng sản phẩm, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng là một trong những yếu tố quan trọng giúp công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen duy trì sản xuất kinh doanh hiệu quả, đạt mức tăng trưởng khá. Năm qua, doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước 600 tỷ đồng, sản phẩm chiếm lĩnh thị trường các tỉnh thành trong cả nước và xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng. Đạt kết quả trên là do doanh nghiệp đầu tư hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, điều hành sản xuất sát với công tác tiêu thụ, thực hiện tốt tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, rà soát toàn bộ quy trình công nghệ vệ sinh an toàn thực phẩm, vận hành thiết bị, hoàn thiện hệ thống phân phối tập trung cho công tác xây dựng hình ảnh thương hiệu và giới thiệu sản phẩm, thực hiện kiểm soát chất lượng sau bán hàng, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin khiếu nại về chất lượng kết hợp với việc khảo sát chất lượng trực tiếp trên thị trường, định kỳ gặp mặt khách hàng, nắm bắt kịp thời tình hình thị trường, triển khai các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp, tổ chức biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiêu thụ sản phẩm. Những tin tức tiếp theo sẽ có trong chương trình. Gói bánh trưng xanh, chung vui Tết cổ truyền, một sân chơi lành mạnh ý nghĩa trang bị cho các em học sinh những kiến thức lịch sử về ngày Tết. Thành phố ra quân tổng vệ sinh môi trường. Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam chào đón Xuân Mậu Tuất, các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Thư đã đi thăm tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và nạn nhân chất độc da cam nặng trên địa bàn. Đây là hoạt động thường niên của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể huyện Vũ Thư nhân các dịp lễ Tết. Qua đây thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của các cấp lãnh đạo đảng bộ, chính quyền, đoàn thể đối với các gia đình chính sách trong huyện. Tại các nơi đến, lãnh đạo huyện Vũ Thư đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và nạn nhân chất độc da cam nặng. Đồng thời chúc các mẹ và gia đình chính sách hưởng một mùa xuân mới vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện đã trao quà cho 19 mẹ Việt Nam anh hùng, 5 lão thành cách mạng, 2 cán bộ tiền khởi nghĩa và tặng quà cho 6 nạn nhân chất độc da cam nặng, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ công an tỉnh đồng hành cùng các tổ chức cá nhân
trao 150 suất quà Tết cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Đông Phương, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Mắt khám sàng lọc các bệnh thường gặp, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh tật, dinh dưỡng hợp lý, an toàn và cấp thuốc miễn phí cho từng người. Trên cơ sở kết quả khám sàng lọc, những trường hợp bệnh có biểu hiện nặng được giới thiệu đến khám, điều trị tại bệnh viện tuyến trên trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích mang đến cho học sinh một sân chơi lành mạnh, ý nghĩa, trang bị cho các em những kiến thức lịch sử về ngày Tết truyền thống của người Việt Nam, sáng nay, Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Vũ Thư tổ chức hội thi cùng nhau gói bánh chưng xanh, chung vui Tết cổ truyền. Khi mà tất cả những nguyên liệu truyền thống như gạo nếp, lá dong, lạt buộc, đậu xanh, thịt, khuôn gỗ được chuẩn bị sẵn, thì cũng là lúc gần 800 học sinh Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Vũ Thư đều tham gia vào gói bánh. Các em được học từ thao tác đơn giản nhất là cắt lá dong sao cho bằng để khi gói chiếc bánh được vuông vắn, không bị méo, đến phân chia tỷ lệ gạo, nhân đỗ, thịt cho đều và cuối cùng là buộc lạt sao cho vừa tay. Cháu rất là vui ạ. Và cháu mong nhà trường là tổ chức được nhiều những cái phần trải nghiệm như thế này để các bạn học sinh có thể được trải nghiệm nhiều hơn. Cháu cảm giác rất là vui và hào hứng, giúp chúng cháu được đoàn kết hơn và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa dân tộc. Những chiếc bánh chưng được gói bằng đôi bàn tay còn vụng về của các em, nhưng đối với các thầy giáo, cô giáo cũng như các bậc phụ huynh thì luôn là những sản phẩm đẹp và hoàn hảo nhất. Cùng với các cháu để gói cái bánh chưng mừng xuân mới tôi thấy rất vui. Đây cũng là một cái truyền thống của ông cha mà các cháu cố gắng để nối tiếp mà các cụ ngày xưa. Bánh chưng từ lâu được coi như linh hồn của ngày Tết. Ngày nay, với nhịp sống hối hả, công việc tất bật và bận rộn, nhiều gia đình không còn gói bánh chưng như trước nữa. Rất nhiều các bạn nhỏ không thể cảm nhận được không khí ấm áp, háo hức quanh chiếc chiếu để gói bánh chưng. Qua đây, bồi đắp thêm cho các em những ký ức đẹp về ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Những màn múa lân cũng như là múa sạp tìm hiểu về các nền văn hóa của dân tộc cũng đã giúp cho các em đoàn kết với nhau hơn, chia sẻ với nhau hơn. Và thực sự đây là một hoạt động mang ý nghĩa giáo dục rất lớn ở trong nhà trường, hướng đến cái hoạt động trải nghiệm cho các em học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Thịt mỡ, dưa hành, cành đào, cành mai, mâm ngũ quả cùng với bánh chưng xanh đã tạo nên một không khí, không gian rất đặc trưng của ngày Tết. Cũng nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vũ Thư, Hội Chữ thập đỏ huyện và nhà trường dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn những phần quà ý nghĩa. Thưa quý vị các bạn, với chủ đề Xuân yêu thương thì những chiếc bánh chưng này sau đó sẽ được các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh của trường cấp 2 thị trấn Vũ Thư gửi tặng đến người già cô đơn và các bạn học sinh khác có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là cách để giáo dục các em về tình yêu thương, sự sẻ chia, đồng thời cũng là dịp để bồi đắp cho các em hiểu thêm về những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Nhằm giúp cán bộ, công nhân, người lao động trong công ty thắt chặt thêm tình đoàn kết, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng, huyện Quỳnh Phụ tổ chức liên hoan văn nghệ và trao quà cho cán bộ, công nhân, người lao động trong công ty. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng, huyện Quỳnh Phụ chuyên sản xuất, gia công mũ giày và giày dép xuất khẩu. Hiện nay công ty có hơn 5.600 công nhân. Hàng năm công ty đều tổ chức các hoạt động tổng kết liên hoan văn nghệ do chính cán bộ, công nhân, người lao động trong công ty thể hiện. Ngoài ra các cán bộ, công nhân viên còn được tham gia vào các trò chơi dân gian như thi gói bánh chưng, thi vẽ tranh, thư pháp. Đặc biệt trong dịp này, công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng còn tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với hơn 800 phần quà dành cho các công nhân trong công ty. Trong đó có nhiều phần quà hấp dẫn và có giá trị lớn như xe máy, máy giặt, tủ lạnh, tivi, tổng giải thưởng lên tới hơn 200 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên của công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Vàng tổ chức vào dịp đầu năm nhằm động viên khích lệ cán bộ, công nhân, người lao động trong công ty hăng say lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2018. Sáng nay, cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên 19 phường xã và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đã xuống đường tham gia tổng vệ sinh môi trường tại một số tuyến phố chính, khu vực trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật Xanh và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất.
Tại hai điểm từ chân cầu Thái Bình đến quảng trường 14 tháng 10 và từ cầu Nguyễn Đình Chính đến đường Hoàng Văn Thái, đường vành đai khu vực xã Vũ Chính, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên thành phố đã tham gia quét dọn nhặt rác làm sạch môi trường. Tại các phường xã đã ra quân bóc rỡ tờ rơi quảng cáo dán sai quy định và quét dọn ngõ xóm vỉa hè các tuyến phố và các điểm văn hóa công cộng như đền, chùa, nghĩa trang liệt sĩ, nhà văn hóa. Ngày ra quân tổng vệ sinh môi trường nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức của mọi tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm đường phố và các địa điểm công cộng sạch sẽ, góp phần xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị, xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch đẹp. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.